Nhiều người tin rằng, chim lợn hay cú lợn là điểm báo cho một cái chết. Khi chim lợn kêu ở đầu hồi nhà ai thì nhà đó sắp có người mất. 7 tiếng kêu ứng vào nam giới và 9 tiếng kêu ứng vào nữ giới. Họ tin rằng, khi người sắp chết sẽ giải phóng ra một loại mùi đặc trưng. Nhờ vào thính giác nhạy bén chỉ có chim lợn mới phát hiện ra và cảnh báo. Chính vì quan niệm đó mà loài chim lợn bị coi là quỷ dữ, mang lại điểm xấu và bị ghét bỏ, xua đuổi, thậm chí là giết chết. Chim lợn là một loài động vật có ích. Cú lợn là họ cú cỡ trung bình và lớn. Chúng sở hữu cái đầu to, đôi chân khỏe với móng vuốt sắc và đặc biệt là mặt dẹt như cái đĩa, có hình trái tim được tạo bởi lông vũ. Những lông vũ này có tác dụng định vị và khuếch đại âm thanh khi săn mồi. Ở Việt Nam, một số loài họ cú lợn được gọi chung là chim lợn do tiếng kêu của chúng giống tiếng lợn. Cú lợn là loài chim săn mồi, hoạt động chủ yếu về đêm. Món ăn ưa thích nhất của chim lợn là chuột, côn trùng, thằn lằn và một số loài chim khác. Chim lợn thường sống thành đôi hoặc đơn độc và không di trú. Trái với vẻ ngoài chậm chạp, điềm tĩnh và bí ẩn, chim lợn thực sự là một sát thủ săn mồi. Trong bóng đêm, đôi mắt tinh tường của nó có thể thấy được cả một chú chuột nhỏ đang chạy ở khoảng cách cả 100 mét. Với tốc độ của một cơn gió và những móng chân sắc như dao, không có con mồi nào có thể thoát khỏi cái chết khi bị chúng cho vào tầm ngắm. Ở Việt Nam, có 3 loài cú lợn. Ngoài cú lợn rừng phương Đông, thì cả cú lợn lưng xám và cú lợn lưng nâu đều được xếp vào các loài động vật là thiên địch của chuột, bị nghiêm cấm khai thác từ tự nhiên. Cú lợn rừng là loài có giá trị thẩm mỹ và khoa học, là nguồn gen quý. Hiện nay, cú lợn rừng được đưa vào sách đỏ Việt Nam do số lượng cá thể ít, chưa xác định được còn bao nhiêu cá thể tồn tại trong tự nhiên và hiếm gặp. Có đúng là chim lợn dự báo trước được cái chết của con người? Chim lợn báo tử là một sự hiểu lầm. Do đặc điểm nguồn thức ăn của chim lợn thường sống gần với người, nên chúng thường kêu ở khu dân cư, trên mái nhà, trong vườn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chim lợn dùng tiếng kêu để dọa con mồi, khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy, khi đó chim lợn sẽ dễ dàng phát hiện ra. Ngoài ra, nhu cầu thức ăn trong thời kỳ sinh sản của chim lợn tăng cao, nên chúng phải nỗ lực đi săn mồi nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là chúng cũng kêu nhiều hơn. Mặc dù chim lợn là loài thiên địch, rất quý và có ích nhưng vì quan niệm dị đoan nên chúng đã phải mang tiếng oan. Trên thế giới, người ta coi chim lợn là một loài chim có vẻ đẹp độc đáo, được yêu thích do chúng có khuôn mặt hình trái tim rất ngộ nghĩnh và bộ lông mượt có nhiều hoa văn khá đẹp mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trên đây là sự thật về loài chim cú lợn. Nếu bạn thấy hay hãy like, share, subscribe kênh YouTube của Tiếng Gầm TV. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.